gặp lại nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Nói bao nhiêu lần rồi không nghe hả? Cái gì? Uống cà phê xong á thì phải hả dọn dẹp sạch sẽ cho người ta chứ. Ống nước thì để ở đó, rồi hả bao cà phê uống xong rồi xé để y chang vậy đó. Ai dọn hoài được? Từ từ đi, tôi mới pha đó rồi tại ra nghe cái bài nhạc hết đây nè. Từ không hả? Tôi từ ông luôn bây giờ đó. Tôi đi chợ về mà trong bếp chưa sạch sẽ gọn gàng á là hôm nay nghỉ ăn cơm hay chưa? Ba ơi. Ủa? Mẹt ơi, con gái về rồi. Trời ơi, vô đây con đây. Trời ơi, mệt lắm đúng không? Thôi, vô trong nghỉ ngơi đi không? Rồi, xíu nữa, mẹ con đi chợ về nấu cơm ngon lắm. Ôi, đâu vậy? Cái gì vậy? Ở đâu chuyện vậy? Dạ, con bạn của bé My, con đi theo, bác không để ý. Ngồi chơi. Ủa, chờ gì My vô trong? À, My vô trong rồi, nhưng mà con thì ngồi đó. Đi vô trong chi? Ủa, thì con là bạn sao với My? Dạ, tụi con bạn học chung trường với nhau, cũng thân thiết, quen được 3-4 năm rồi bác. Trời ơi, quen được 3-4 năm hư lắm nhỉ. Có bạn trai mà nói. À, uống nước đi con. À, rồi con tên gì? Dạ, con tên Tố. Bác thích uống cà phê đúng không bác? Dạ, con tặng bác cà phê. Sao con biết bác thích cà phê mà con tặng cà phê vậy? Dạ, My nói ở nhà đó, bác thì thích uống cà phê, bác gái thì thích uống tóc. Uống tóc. My ơi, My ơi, con gái của mẹ, con gái của mẹ đâu rồi? Ơi, hả? Làm gì vậy? My đâu? Nó về đi, vô trong nghỉ ngơi rồi. Trời, My ơi. Bác. Chợ búa gì đồ đâu? Đồ để ngoài chợ rồi. Sao nó đi chợ đi đồ để ngoài chợ? Trời, nghe con My về là phải về liền chứ còn xách đồ về gì nữa. Trời, thiệt tình đó. Trời, nhưng mà từ từ đi. Nhà này có khách rồi nè, sụp. Khách gì mà khách? Nè. À, đây là... Anh Bảo. Anh Bảo! Trời ơi, anh Bảo ơi. Anh Bảo, trời ơi, anh bỏ đi đâu mấy chục năm. Anh có biết em thương em chưa? Em thương anh lắm không anh Bảo? Em thương, em thương anh. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh hứa với em là anh về anh cưới em. Anh đi làm kiếm tiền anh cưới em. Mà sao anh bỏ em đi mấy chục năm rồi? Anh đi biệt để em gương con gái phải đi cưới cho nội này. Trời ơi, cuộc đời em điêu tàn từ đó luôn anh Bảo ơi. Em thương, em thương. Dạ, bình tĩnh. Mà chơi, chơi. Ủa sao vậy bác? Em bảo. Bà không à? Cái này là con rể tương lai của mình đó. Cái gì? Con rể tương lai của mình. Trời ơi, Bảo ơi, sao anh không lấy em mà tự nhiên giờ anh đi lấy con gái em đâu có được. Chết rồi, bác uống tóc rồi, bác có uống thuốc chưa bác? Dạ, bình tĩnh. Anh Bảo ơi, đâu có được. Dạ. Thằng nhỏ là học kinh tế, chứ phải học phi công là mà lái máy bay mà già. Không phải, đây là anh Bảo, không anh lái em đi anh Bảo. Ai quay, mày bảo. Bảo cái gì, thằng nhỏ đâu phải tên Bảo, nó tên Tố. Gì? Nó tên Tố, chứ phải tên Bảo, làm người rồi. Bác ơi, Bảo là tên của ba con tên Tố. Hai cha con là Bảo Tố. Ba con tên Bảo rồi, quê con ở? Dạ, nhà của con ở tỉnh Long Xuyên, xã Ngọc Xuyên. Hai cha con học trường giáo dục Thường Xuyên Bắc à. Tưởng ai xa lạ. Ai về? Con của tình địch. Tình địch cái gì thôi thì bây giờ nếu mà duyên của hai người lớn không được thì thôi để hai đứa nhỏ nó xe duyên với nhau nha ông. Tôi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Ê, cái ông già này. Ủa sau này bác cũng dễ thương với con lắm mà bác thay đổi lẹ. Đúng rồi, tại vì cái tình đó con. Ngồi xuống đi. Trời ơi, thương quá. Trời ơi, cái đầu tóc này cưng quá không? Dạ. Trời ơi, thôi kệ ổng đứa con. Từ từ ổng cũng nguôi giận à. Mà ổng thích uống cà phê lắm. Con mà tặng ổng cà phê một cái là ổng nguôi giận liền à. Con mới tặng bác cà phê nè, bác bỏ nè bác. Vậy là không được hả? Dạ. Nó khó ghê ta. Thôi thì bác có cách. Bác ơi, con nghe là bác con chuẩn bị giấy kết hôn rồi nè bác. Tốt lắm. Bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch của bác là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà bác trai có thích uống rượu thiệt không? Trời ơi, ổng là thích cà phê với rượu nhất. Bởi vì ổng hay đi nhậu lắm, con yên tâm đi. Có rượu ngon, mồi ngon là ổng chịu liền. Ủa chết cha, con mua rượu, con quên mua mồi rồi. Không cần. Ủa, bác, đi bác là mồi á hả? Chứ sao nữa. Vậy thôi hôm nay con nhậu chai cho nha bác. Cái thằng bé này đáo để ghê vậy đó. Ê, chứ bác chạy. Minh. Hai người làm gì ngoài này á? Ngồi dạ. Xuống đây. Dạ bác ngồi đi nghe. Bác. Trời ơi, thời buổi giờ ai mà uống cà phê nữa. Quê mùa lắm. Phải uống rượu chứ. Ngày mai con về Sài Gòn rồi. Con tính hôm nay là con uống với bác vài ly. Để cho có kỷ niệm cũng được. Cái này là rượu con với lại bé My mua trên Sài Gòn á bác. Ồ, vậy hả? Vậy là rượu của con gái tôi mua hả? Đặc sản trên Sài Gòn á bác, người ta gọi là rượu đế. Quý lắm bác. Dạ, con rót mời bác. Nhưng mà để cho bác
bác với lại con uống nè, đừng cho bác gái uống nha. Ủa sao vậy, ông mắc mày mới gì vậy? Mỗi lần mà xỉn rồi bà cứ nhắc tên ba người ta hoài, kỳ muốn chết luôn. Tôi đã nói rồi, là cuộc đời của tôi bây giờ chỉ còn một mình ông thôi, tôi không có bao giờ nhớ anh Bảo là cái gì. Không có gì nhớ được hết á. Trời, rồi, chị kêu Bảo có rượu đi. Ôi giá, bác. À không, xin lỗi, kêu Tố có rượu đi. Nè, Bảo, rót rượu đi. Đây. Không phải, Tố, nói ông liều làm tôi cũng liều à. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho anh Bảo ơi, anh Bảo ơi. Sao anh bỏ em đi lấy vô đó, anh đẻ ra cái thằng mập đực gì kia, anh Bảo ơi. Trời ơi, bác để Long đền bác. Anh Bảo ơi, em thương em vô. Bảo, uống không nổi uống cho cố vô. Cái nào? Trời đất, coi kìa, coi kìa. Khát nước quá. Nước trong bếp á. Sao? Tỉnh táo chưa? Ủa bác, có cần một ít cà phê để tỉnh táo không? Dạ. Hay quá ha. Bài mưu tính kế định ép cho tôi uống xỉn. Thì đưa cho tôi ký cái tờ giấy này đúng không? Định qua mặt tôi hả? Ai? Ai bày ra cái kế này đây? Thì bác biết rồi đó. Cái kế hèn như vậy ai ngoài bác gái nữa. Trời ơi, cái ông kia. Trời, bác gái. Bác gái bác bị gì? Cái gì? Rồi cái đầu bác. Đầu sao? Cái đầu bác xong. Ủa? Giống chưa? Giống rồi. Mà quên mất là con làm rồi bác quên luôn nè. Ai? Ai uống cà phê rồi hả? Nước văng tùm lum tùm ra rồi bả cà phê. Ông đúng không? Hồi xưa chỉ uống cà phê gói thôi, bây giờ ai bày cho cái chuyện mà uống cà phê phin vậy hả? Dạ cà con. Dạ con. Bác bớt giận. Bác trai làm vậy là có ý hết á. Ý gì? Dạ cái bả cà phê này đâu phải là mình bỏ được đâu bác, bỏ uổng lắm. Cái này có nhiều công dụng lắm, ngoài công dụng giúp cho bếp nút ra còn công dụng cho bác gái làm đẹp nữa. Còn. Dạ có, bác trai nãy nói con nghe nhớ không? Giúp sao nói nghe. À, thì hồi nãy bác chỉ con cái công dụng của cái xét cà phê này con còn nhớ không? Dạ nhớ. À, để con nói về cho bác gái nghe nha. Ừ. Cách tận dụng bã cà phê. Trước tẩy rửa tự nhiên, bã cà phê có tính mài mòn, giúp loại bỏ sự tích tụ các vết bẩn trên bề mặt cứng. Thậm chí chúng còn giúp khử trùng. Do có đặc tính kháng khuẩn, bạn có thể sử dụng bã cà phê để cọ rửa bồn rửa chén, đánh bóng đồ nấu nướng hoặc làm sạch lò nướng, chai lọ thủy tinh hoặc các đồ vật trong căn nhà của bạn. Khử mùi hôi. Nếu tủ lạnh hoặc tủ giày dép có mùi hôi, hãy đặt một bát bã cà phê vào đó. Bạn cũng có thể đổ đầy bã cà phê khô vào vớ cũ hoặc giày dép. Qua một đêm, cà phê sẽ hút hết mùi hôi khó chịu. Lưu ý, nên dùng bã cà phê khô để tránh ướt vớ và giày nhé. Làm phân bón cho cây trồng và trừ sâu. Trong bã cà phê có chứa một số khoáng chất quan trọng giúp cây phát triển và thu hút sun làm xơi tóp đất. Chúng còn có thể giúp hấp thụ các kim loại nặng có thể gây ô nhiễm đất. Vì thế hãy tận dụng bã cà phê làm màu mỡ thêm khối đất của mình nhé. Làm mềm thịt. Thịt có chứa các sợi cơ và protein làm chúng trở nên dai. Bạn có thể sử dụng bột cà phê hoặc bã cà phê để làm mềm thịt. Chỉ cần thêm bã cà phê đã qua sử dụng vào thịt rồi chà sát nhẹ hoặc ướp chúng 2 giờ trước khi nấu. Nếu cần, hãy rửa chúng hoặc có thể nấu chín cùng thịt. Các lớp bã này tạo một lớp vỏ sẫm màu và giòn. Mặt nạ tẩy da chết từ bã cà phê. Nguyên liệu 1/2 chén bã cà phê, 15g đường vàng, 15ml dầu dừa hoặc dầu ô liu. Cách thực hiện: trộn cà phê và đường vàng với nhau, rồi thêm dầu dừa vào cùng. Đắp hỗn hợp lên da sau khi đã làm sạch và chưa khô hoàn toàn. Massage nhẹ nhàng trong vài phút. Cuối cùng, rửa lại bằng nước lạnh, thấm khô bằng khăn và thực hiện 1-2 lần một tuần để da luôn được tái tạo và căng mịn nhé. Thiệt sự là cảm ơn con nhiều lắm nha. Chứ không thôi, không nhờ có con chỉ cái vụ xác cà phê đó chắc bác bị la hoài luôn á. Dạ. Ơi, bác biết là lúc xưa thì vợ bác với lại ba của con có tình cảm. Nhưng mà thôi, chuyện cũng qua lâu rồi. Nhưng mà con thích thật lòng mê vậy á. Thôi, bác đồng ý cho hai đứa quen nhau á. Dạ, cảm ơn bác nhiều lắm. Dạ, con cũng tính kêu mẹ con qua nói chuyện với bác để giải thích mọi chuyện. Tại vì ba con cũng mất lâu rồi. Mà bây giờ ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của con thấy cũng ngại. Ủa vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, không sao đâu.
con có gì á con cứ về con nói với mẹ con, hôm nào rảnh nào qua nói chuyện với bác nha. Thôi thôi con về liền nha bác. Dạ dạ dạ, về với bác con về. Đi đâu đó? Đi qua thăm anh Bảo. Bảo chết rồi. Bảo chết rồi. Cái gì? Nó đã xác nhận với tôi rồi, là anh Bảo, người tình cũ của bà đã chết rồi. Anh Bảo. Trời ơi, sao đi ông nói thêm tí nào vậy? Thì em cũng phải lên tóc cho anh một nén nhang chứ anh Bảo ơi, chờ em.